xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, được thành lập vào năm 2007 theo Nghị định số 66/2007, Nghị định Chính phủ. Tháng 9 năm 2011, được sự quan tâm của các cấp nhằm tạo điều kiện cho học sinh của xã Ân Hảo Tây thuận lợi trong quá trình học tập và sinh hoạt, Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Ân phê duyệt đề án thành lập cơ sở 2 trường trung học cơ sở Ân Hảo đặt tại thôn Vạn Tiến, xã Ân Hảo Tây từ năm 2011-2012. Sau 5 năm hoạt động có nhiều thuận lợi và khó khăn nhất định, ngày 19 tháng 8 năm 2015, Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Ân đã có quyết định số 2300 quyết định Ủy ban Nhân dân thành lập trường trung học cơ sở Ân Hảo Tây trên cơ sở tách ra từ trường trung học cơ sở Ân Hảo và bắt đầu hoạt động từ năm 2015-2016 đến nay. Trải qua 5 năm phấn đấu và trưởng thành, đến đây năm học 2020-2021, trường trung học cơ sở Ân Hảo Tây đã có những thành tích nhất định để sánh vai cùng trường bạn, và liên đội trường trung học cơ sở Ân Hảo Tây cũng luôn nằm trong top đầu của các liên đội trong huyện với nhiều hoạt động trải nghiệm nổi bật để giáo dục truyền thống lịch sử, tình yêu quê hương đất nước và rèn luyện kỹ năng để phát triển toàn diện cho đội viên, trong đó có hoạt động theo chủ điểm uống nước nhớ nguồn. Và trong những ngày đầu tháng 12 này, hòa chung không khí của cả nước, những đội viên liên đội trường trung học cơ sở Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, những thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên trong thời bình chưa thật sự hiểu hết những gian khổ, hy sinh của thế hệ đi trước, đang náo nức, tự hào hướng về ngày hội truyền thống của cả dân tộc, ngày ghi nhận và tôn vinh những đóng góp to lớn của quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam. Đó là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2020. Bằng hành động thiết thực về nguồn và tham gia cuộc thi thiếu nhi các dân tộc hát quốc ca tại các địa chỉ đỏ Em yêu Tổ quốc Việt Nam. Đền thờ Tân Bạc Hổ đã được tập hợp và chính quyền huyện Hoài An xây dựng vào năm 2001 đến năm 2003, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Để tri ân ghi nhận công lao sự nghiệp của nhà chiến sĩ Tân Bạc Hổ trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 2012 đến nay, từ nguồn kinh phí của nhà nước, sự hỗ trợ của các tổ chức trong nước đã huy động được trên 5 tỷ đồng để nâng cấp đền thờ trong khuôn viên quy hoạch 5.300 m², gấp 10 lần so với trước đây. Trong đó, diện tích xây dựng đền thờ chính 160 m², cùng nhiều công trình tường rào, cổng ngõ và cảnh quan trong khuôn viên của đền thờ. Nhà chiến sĩ Tân Bạc Hổ sinh năm 1858, mất năm 1906, quê ở làng An Thường, xã An Thạnh, huyện Hoài An, tỉnh Bình Định. Vốn xuất thân trong một gia đình có truyền thống yêu nước, lớn lên ông tham gia phong trào đấu tranh chống Pháp trong quân đội của triều đình nhà Nguyễn lúc bấy giờ, tham gia phong trào Cần Vương. Đến khi phong trào Cần Vương ở Bình Định bị thất bại, ông bôn ba ở nhiều nơi để tìm đường cứu nước. Và cuối cùng, ông đã tham gia phong trào Đông Du do cụ Phan Đình Phùng lãnh đạo. Những hoạt động đa dạng và phong phú trong suốt 30 năm qua 4 thời kỳ cho thấy ông là một nhà chiến sĩ yêu nước, quật cường, bất khuất, luôn nung nấu ý chí, phục thù, báo quốc. Việc nâng cấp và công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia, đền thờ Tân Bạc Hổ thể hiện sự đánh giá cao về tầm vóc, những cống hiến lớn lao trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Tất cả chú ơi, nghiêm, ngẫy,
Nghiêm. Chào cô. Chào.